chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay nâng cấp cực kỳ đẹp như xe vừa mới đập phòng. Sau nhiều năm sử dụng, người chủ của chiếc Honda Way đã quyết định nâng cấp lại con chiến mã của mình với hàng tá đồ chơi cực kỳ chất. Từ cái thương hiệu đình đám nổi tiếng như Audi Rainbow đã làm cho cái chiếc Way dưới đây trở nên thú vị hơn rất nhiều. Trang bị cho mình cụm trắng Rainbow Asset để đảm nhiệm cái chức năng kiểm soát lực phanh trước của xe. Cấu tạo phần thắng cũng lớn hơn, được người chủ buộc lòng phải cắt quét mũ rất nhiều để không bị cạc cứng trong quá trình lắp. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy ngay cái dàn heo bấm đầu kết nối cùng hai dàn Rainbow lục lớn 2 bit đã xứng. Ngoài ra ta còn nhìn thấy cái đĩa LS được cố định vào đùm thông qua dàn ốc T5. Chi tiết phần combo được làm bằng cái điện titan cho khả năng chống nóng chịu nhiệt cực cao và không bị hoang rỉ như các cổ sắt thông thường. Chiếc xe được trang bị thêm trợ lực Hardin kẹp sườn đi cùng với hai mũi bất chỉnh nặng nhẹ để chống xe lắc đầu xe khi chạy độ cao. Cái cặp bẩn trước của xe cũng được lược bỏ để xe trông gọn gàng và xô được cái phần động cơ sạch sẽ của bản dựng hôm nay. Cái đôi giảm tốc sau là cặp phục Hardin, một hiệu đồ chơi xuất xứ đến từ Thụy Điển. Tuy nhiên hiện nay có nhà máy sản xuất ở Thái Lan được rất nhiều tay chơi trên toàn quốc rất là ưa chuộng. Dòng sản phẩm này kích thước là 330, phù hợp cho dòng quay, rim và cả feature. Chi tiết phần cản sau cũng được làm mới bằng chất liệu titan vô cùng nổi bật. Phiêu béo điểm chạy hơn với cái dàn chân được giao kéo lại toàn bộ. Feature 125 hay được gọi cái tên thông thường là phiêu béo ở thị trường Việt Nam. Chứ nguyên bản thì đây là cái dòng quay 125 được nhập khẩu nguyên chiếc từ bên thị trường Thái Lan về với mức giá cao hơn gần gấp đôi so với nguyên bản được bán chính hãng ở trong nước. Phần đầu được giữ nguyên toàn bộ theo đúng thiết kế của cái chiếc quay 125 của Thái Lan. Tuy nhiên người chủ đã dùng cho mình cụm thắng CNC đèn đi cùng với sợi đất tăng đường để làm điểm nhấn cho phần đầu. Tận dụng thiết kế có sẵn ba lọc ở trước, người chủ đã bắt thêm rổ inox để những vật dụng cá nhân. Nhìn tới cái dàn chân trước, ta thấy ngay cái dàn heo đỏ đã bật trên toàn bộ dàn áo xanh và dàn chân bạc. Kết hợp cùng hai dàn Nissin của Thái Lan với 2 bit một bên, đi cùng diện mạo bên ngoài rất tươi nhìn, tuy đơn giản nhưng nó bật đã làm cho chiếc lộ thêm chút cứng cáp. Đĩa gaffer ở trước kích thước là 265, đi cùng với phần lồng đen bên trong, thiết kế dành cho chiếc phần có nhỏ ở dụng nên cũng không cần phải làm thêm thất lồng như những dòng xe khác. Chi tiết của bồ cũng như toàn bộ cái càng thắng đường sau được thay mới bằng cái đèn titan, vừa sáng vừa đẹp, lại nổi bật chiếc xe hơn xuất hiện ở giữa đám đông. Của bồ còn cho khả năng chống nóng hàng rỉ cực kỳ tốt, không bị bay màu hay xuống cấp bởi khí hậu khó như ở Việt Nam. Vị trí giảm tốc sau đã được thay mới bằng một cái thương hiệu nổi tiếng Watts Bình Dầu, một tên tuổi cũng đẳng cấp đến từ Đức Thái, được rất nhiều em chơi xe này là ưa chuộng, không chỉ ở riêng Việt Nam mà còn ở Mỹ và Thái Lan. Được sản xuất trên nhiều dòng xe khác nhau như Exciter, Winner, Sunit, Sakia với mức giá thành dễ thở phù hợp với túi tiền người dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.